Alo, gì mày? Mà giờ nhà tao còn nhiều việc quá, sao giờ? Sao đi đây? Nó nói là 4 giờ nó qua nhà tôi, mà tôi đợi nó 4 năm rồi. Tụi bạn và tao với mày từ đó giờ thân thiết với nhau, tự nhiên giờ mày đi mày bỏ tao à? Tao phải sống một mình với cuộc đời này với ai đây? Không còn mày bên cạnh, tao biết sẻ chia cùng ai bây giờ? Mày nói là 4 giờ qua mà, vậy tại sao tao trong hải vẫn không thấy? Là anh nghĩ được đặt phía sau nhà, tại sao tao thấy hình bóng mày trong đấy? Tao đã từng có một tình bạn vàng, nó sáng giá như viên kim cương, nhưng giờ chỉ còn lại vài mảnh sỏi đá nằm trên nơi anh nghĩ được tao đã bị diêm vương. Không còn những ngày dạo qua Sài Gòn, kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe. Không còn cãi vã cho nhau vài đòn, dầm mưa tầm tã của người cửa ở sâu xe. Những ngày tháng này tao biết kể cho ai đây, bao nhiêu ước mơ sẽ cùng nhau mình thực hiện. Giá mà lúc đó thời gian dừng lại 2 giây, thì mày đâu phải đem một xe tải trước diện. Xung quanh là bóng tối đen, ai giúp tao thoát ra khỏi đống rối đen? Cuộc đời của tao như là ống khói đen, bao nhiêu cố gắng nó cũng chống đối thêm. Tao đã hối hận về những ngày trước mà, về những vết thương từ 10 giây xước pha. Tao không muốn thêm một lần nào nữa giá, nhưng mà đi học thì bây giờ cô mày rước nè. Trải qua từng con phố, vượt qua từng con số không, tháng đó là chất lượng không phải số đông. Nhiều lần mày chịu giận vì tao cố ngông, nhưng mà chưa bao giờ mọi lần tao giữa phố đông. Thế giới của mày và tao khác nhau, nơi tao thở được gọi là sự sống. Còn chỗ của mày không một ai muốn đến đâu, vì trong màn đêm tối với chịu cơn đau về thể xác, luôn cái tâm hồn của mày bể nát. Không có cách nào để mà vá sợ, mày muốn trở về nhưng bị khóa cửa. Cuộc đời không cho phép mày sống như đứa trẻ khác, thà là con chơi nổi nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Sự sống của mày nhưng bị ông trời lấy mau. Thứ đáng sợ nhất âm dương cách biệt, dù qua bao năm thấy người ta vẫn thấy đau. Và trận chuyện sẽ tự văng bóng anh em hôm kia nói cười, cho bao nhiêu cơn đau và cả cái sâu tim tao đây nhăn lên hai ai không. Trải qua nhiều năm sóng gió bên nhau nhưng có ai hay đâu ngờ, tuy nhiên chỉ hai những bước đang đi do bây giờ tôi toàn ngay bên kia thế giới. Và trận chuyện sẽ tự bóng người anh em hôm kia nói cười, cho bao nhiêu cơn đau và cả cái sâu tim tao đây nhăn lên hai ai không. Trải qua nhiều năm sóng gió bên nhau nhưng khứ cho việc cuộc sống hiện tại. Mỗi khi cầm mic là hình bóng mới hiện lại, những tấm hình cũ vẫn còn nằm trong điện thoại. Hai linh hồn bây giờ cũng đã hòa hiện lại những ngày xưa đó. Tao với mày từng trải qua những ngày mưa gió, đã chia tay với nhau từ những ngày chưa có tiền và quyền ở trong tay. Vẫn viết nhạc dù là nó không hay, tao biết luôn có mày ở bên. Bao nhiêu đi mô thoáng trống đã sau ngày, mày luôn cầu bình an cho tao ở trên, nên vận mình này tao nắm ở trong tay. Nắm tao lên sao nhà mày truyền đến, cái nhìn đầu tiên là tao ghét mày, vì tao vốn sống trong cô nghèo khó, sang nắng chiều mưa và cô mặt lắm lét này. Chưa bao giờ tao được ngồi trên xe sang, bữa ăn sáng cũng chưa có như ai. Trong tay tao chưa có gì để khoe khoang, được sinh ra đời là điều như sai. Sao mình rời xa không một lời nói, bước qua đời sao như một làn khói. Cuộc đời và tao trở nên càng gói, một mình lẻ loi bước trong màn tối đêm. Bước trong màn tối đêm, bước trong màn tối đêm, bước trong màn tối đêm. Bước trong màn tối đêm, bước trong màn tối đêm, bước trong màn tối đêm. Cũng không em bên cuộc sống tao càng rõ thêm. Không có em bên cuộc sống tao càng rõ thêm.